chào quý vị, các anh chị và các bạn. Năm mới Giáp Thìn xin chúc quý vị, các anh chị và các bạn an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin cảm ơn mọi người trong thời gian vừa qua đã đăng ký kênh, và xem phim, rồi like và chia sẻ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Mình đang chạy trên đường Trần Phú nha các bạn, ở thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Qua cây xăng này rồi, đây là qua chỗ ngã tư Trần Quỳnh nha các bạn. Tối nay là mùng 1 Tết nha các bạn. So với đêm hôm qua thì hôm nay thưa hơn một chút. Hôm qua thì tập trung do bắn pháo bông cho nên là đường rất là đông người. Vẫn đang chạy trên đường Trần Phú, đèn rất là sáng và mọi người cũng đang xuống đi tới đây thôi. Tối nay là tối mùng 1 của năm Giáp Thìn 2024. Sắp tới cái đường vào khu hành chính nha các bạn, hành chính tỉnh đó. À, đó cũng là khu quảng trường Hùng Vương luôn. Ở đây họ sẽ trang trí rất là đẹp. Rồi xe chúng ta tiếp tục chạy theo hướng ngã tư quốc tế trên đường Trần Phú. Bắt đầu đông rồi đó ạ, cái đường chạy cũng tương đối nhiều so với tối hôm qua. Tối 30 thì ít hơn, tại hôm qua là tập trung đông bắn pháo hoa rồi các huyện lên cho nên là cái mật độ người đi trên đường nhiều hơn. Rồi xe đang tới đường Trần Phú, coi như là ngã tư quốc tế các bạn, sắp tới ngã tư quốc tế rồi các bạn. Đây là ngã tư quốc tế thành phố Bạc Liêu nha các bạn. Ngã tư quốc tế thành phố Bạc Liêu, Việt Nam. Ngã tư này có từ lâu đời rồi. Rồi cũng trên đường Trần Phú và đang đi qua hướng ngã tư Bà Triệu á, giao lộ giữa Trần Phú và Bà Triệu các bạn. Sắp tới rồi các bạn. Phía bên phải là cái quán cà phê Kitty á. Rồi đây là cái giao lộ giữa đường Trần Phú, giao lộ đường ngã tư rồi, đường Trần Phú và Triệu. Phía trước là tòa nhà 18 tầng các bạn. Phía bên trái là bưu điện Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu các bạn. Và đây là xe mình vẫn tiếp tục chạy thẳng ra hướng cầu quay. Cầu quay còn gọi là cầu Kim Sơn, tên thường gọi là cầu quay. Rồi gần tới cầu quay đó. Phía trước là cầu Kim Sơn và tên thường gọi là cầu quay nha các bạn. Rồi ở đây mình ôm cái hồn binh mình quay trở lại, quay đầu xe trở lại trên đường Trần Phú luôn nha các bạn. Rồi cái tòa nhà có cái ban công tròn đó là cái bưu điện tỉnh Bạc Liêu đó các bạn, phía bên phải đó.
sắp tới đây cái giao lộ giữa Trần Phú và Bà Triệu các bạn. Bên kia là phía bên trái là quán Kitty á, cà phê Kitty. Tới giao lộ của ngã tư quốc tế nha các bạn, thành phố Bạc Liêu, cũng trên đường Trần Phú, mật độ xe cũng tương đối nhiều. Xe đang chạy trên đường Trần Phú nha các bạn, thành phố Bạc Liêu. Và thiết bị quay là DJI Osmo Action 3 nha các bạn. Con này là camera hành động, do là quay trên đường quay nhanh thì nó thích hợp. Rồi sắp tới cái đường vào khu hành chính của tỉnh nha các bạn. Đó, trang trí đó, và cũng vô luôn là cái quảng trường Hùng Vương luôn á, trang trí đầu rồi các bạn, một cặp rồng nha của năm giáp thìn. Và đường này là đường Nguyễn Tất Thành của thành phố Bạc Liêu nha các bạn, đường xe đang đi vô. Và chúng ta đi một đoạn nữa sẽ đến quảng trường Hùng Vương. Cổng bảo vệ, cổng chào đó các bạn của khu hành chánh. Và đây là đường Nguyễn Tất Thành nha các bạn. Đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Bạc Liêu, đi thẳng là tới luôn quảng trường Hùng Vương nha các bạn. Sẽ rẽ trái rồi các bạn, rẽ trái để đi một cái đường cặp hông của quảng trường Hùng Vương. Khi tới đầu đường này mình sẽ rẽ trái rồi các bạn. Rồi, đây là một cái con đường nằm cặp bên hông của cái quảng trường Hùng Vương nha các bạn. Trang trí về cái làm giống như cổng chào các bạn, liên tục luôn, cũng cho năm giáp thìn, năm mới giáp thìn 2024, liên tục các cổng nha các bạn. Rồi qua tới bên kia là đường của Trần Quỳnh nữa các bạn. Trang trí rất nhiều cái cổng chào. Phải là quảng trường Hùng Vương đó các bạn, hồi nãy chạy vô là bên phải là quảng trường Hùng Vương á, con đường này là cặp bên hông của quảng trường Hùng Vương. Rồi tới phía trước là đường Trần Quỳnh đó các bạn. Rồi chúng ta đang di chuyển qua một đường, đây là đường Trần Quỳnh nha các bạn. Đang chạy trên đường Trần Quỳnh. Đây là chỗ đạo cao đài. Sắp tới Diamond nè. Đây là khu vực Diamond nè các bạn, cà phê, nhà hàng, khu vực này.
trái đây các bạn. Ôi, có một chiếc xe đang qua đường. Rồi bên trái các bạn thấy từ Vincom Plaza không? Đó. Nguyên một khu cổ siêu thị Vincom Plaza và cũng là cái khu shop house luôn các bạn. Rồi mình quay đầu trở lại nha các bạn. Ở chỗ Vincom Plaza Bạc Liêu. Ở Vincom Plaza Bạc Liêu đó các bạn. Khu nhà ở cũng như siêu thị nằm ở đây. Trên đường Trần Quỳnh. Đường này rất là sáng và đẹp. Đường Trần Quỳnh lúc này rất là đẹp nha các bạn. Thiết bị mình đang quay đó là con DJI Osmo Action 3 nha các bạn. Con camera hành động đó. Ngân hàng Sài Gòn đen. Rồi mình đang đậu ở một cái ngã tư đèn đỏ đây các bạn. Rồi chuẩn bị qua giao lộ Trần Quỳnh và Trần Phú. Qua giao lộ này thì mình sẽ rẽ trái, mình đi trên đường Trần Phú. Đó, xe cũng nhiều quá các bạn. Chạy đường Trần Phú đâu. Và phía này là mình đã qua bên phía đường Trần Phú nha các bạn. Bên phải là cây xăng đó các bạn. Xin cảm ơn quý vị, các anh chị và các bạn đã theo dõi video. Xin cảm ơn mọi người trong thời gian vừa qua đã đăng ký kênh, nhấn like, cũng như share, ủng hộ kênh của mình. Đây là một trong những cái động lực mà làm cho mình sẽ làm phim hay hơn, đẹp hơn và sẽ tốt hơn.